nằm mơ thấy bắt được nhiều tôm cá điểm báo gì trong cuộc sống hàng ngày có những góc khuất mà bạn khó có thể nhận ra và chỉ có những giấc mơ mới có thể báo hiệu được cho bạn biết. Vì thế đừng nên xem nhẹ việc mơ thấy tôm hay bất cứ một giấc mơ nào vì nó có thể mang ý nghĩa về một vấn đề nào đó trong công việc, chuyện tình cảm của bạn. Sau đây là những giải thích chi tiết về từng giấc mơ liên quan đến tôm giải mã ngủ mơ thấy bắt được nhiều tôm cá giải mã ngủ nằm mơ thấy bắt được nhiều tôm cá báo hiệu tương lai lành giữ là một điều nhân loại luôn tìm kiếm và giải đáp việc này đã tiến hành từ rất lâu và có nhiều tranh cãi. Bắt tôm là một giấc mơ nói về việc bạn đang mải miết lao động. Rất có thể ý nghĩa giấc mơ này đang nói về những vấn đề trong công việc. Có những góc khuất thường ngày bạn không nhận ra, nhưng giấc mơ đang chỉ điểm cho bạn. Hoặc bạn mong mỏi những cố gắng chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là giấc mơ về công danh sự nghiệp hoặc gia sự của bạn. Mơ thấy bắt được nhiều cá chết nằm mơ thấy rất nhiều cá chết thì đây lại là những điểm báo không may mắn giấc mơ này muốn ám chỉ cho bạn rằng bạn sẽ gặp phải một số chuyện đen đủi trong công việc làm ăn hiện tại của bạn. Nếu bạn nằm mơ thấy đi bắt cá thì đấy chính là một giấc mơ tốt đẹp, dự báo cho bạn biết thời gian sắp đến bạn không chỉ gặp may mắn trong cuộc sống, công việc mà còn cả chuyện tình cảm đều rất suôn sẻ. Nếu cụ thể trong giấc mơ bạn thấy mình bắt cá tức là bạn sắp thừa hưởng một khối tài sản khổng lồ hoặc được nhận món quà thật đặc biệt từ người thân. Hãy thận trọng kẻo xảy ra xung đột nội bộ trong gia đình về tài sản và tình cảm anh em bị dạn nứt. Mơ thấy bắt được nhiều cá chê cá chê là một loại cá phong thủy, đặc biệt nó là biểu tượng của sự may mắn, loài cá mang đến sự giàu sang, tài lộc phú quý. Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình bắt được cá chê cho thấy cơ hội thăng tiến của bạn đang sắp đến. Mơ thấy bắt được nhiều cá lóc khi bạn nằm mơ thấy bắt được nhiều cá lóc thì nó có ý nghĩa rằng bạn sắp có được tin vui trong chuyện tình cảm, nếu bạn đang có những tranh cãi với người yêu thì sẽ sớm được giải hòa hoặc nếu chưa có người thương thì sẽ tìm thấy được người như ý, như bạn hằng mong đợi. Mơ thấy bắt được nhiều cá rô đồng giấc chiêm bao thấy bắt được nhiều cá rô đồng mang đến điểm tốt cho bạn và gia đình. Đặc biệt là công việc làm ăn kinh doanh của bạn và gia đình khá là thuận lợi, thu lại được nhiều lợi nhuận. Không chỉ vậy nằm mơ thấy cá rô phi, rô đồng còn cho thấy bạn là người biết nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống, công việc và chịu khó vượt qua mọi khó khăn thử thách. Mơ thấy rất nhiều cá mộng thấy bắt cá và bắt rất nhiều cá là một điểm tốt vì điều này đang báo hiệu rằng bạn đang sắp được hưởng một nguồn tài nguyên dồi dào mơ thấy bắt được nhiều cá con dài mộng giấc chiêm bao thấy bắt được nhiều cá con, thông thường nếu bạn mơ thấy giấc mơ này sẽ dự báo rằng bạn sẽ được thừa hưởng khối tài sản to lớn. Mơ thấy bắt được nhiều tôm cá nằm mơ thấy mình bắt được nhiều tôm tép nằm mơ thấy mình bắt được nhiều tôm tép, bạn có tài năng và phấn đấu hết mình cho công việc. Sắp tới bạn sẽ gặp một cơ hội mở trong công việc. Mơ thấy bắt được nhiều tôm cá đánh con gì bắt được nhiều tôm cá 12, 21. Nằm mơ thấy tôm đánh con 34, mơ thấy tôm cá đánh con 69, 96 nằm mơ thấy bắt tôm đánh số 18 81